cao tốc ở ở hồi mình đi đi Thái Bình về lên Nguyễn Ninh, cao tốc là ngon nhất. Đó, đó. Cao tốc mà test chạy hết rồi. Nhưng mà test xe thì quá dễ phải. Đây nổi luôn. Này 80 rồi đấy. Xe đông nghẹt mới chạy nổi đó. Ừ. Quay chủ yếu biển tàu này nó đẹp nè. Đây đúng không ạ? Bây giờ sao dừng xe có chỗ đi bao nhiêu lần rồi, Vũng Tàu là mình chưa bao giờ đi bao nhiêu lần lên núi lớn có khỉ rồi một gà hồng đào nước non rồi trên đấy cũng được. Để này xíu nữa mình ra quán cà phê mình đứng mình quay cho nó đẹp cô. Không. Chỗ hôm ra cái chỗ mà bãi trước một cái chỗ mà cái dừa dừa đấy. Dừa. Cái dừa nọ. À. À hoa sứ. Ờ đó. Nhưng mà không mình cháu tính dẫn mọi người xuống dưới kia kìa. Đó ngay cái chỗ cái tàu đó đó. Đó uống cà phê. Lớn đẹp trời nắng trong xanh và một khách khắp nơi.